Hello cả nhà, chào mừng toàn thể quý ông bà, cô, chú, anh chị em và các bạn đã quay lại kênh YouTube của Nguyên Ròm Vlog nha cả nhà. Thì quý ông bà, cô, chú, anh chị hiện giờ Nguyên Ròm đang ngồi ở một khu vực cực kỳ mới luôn cả nhà. Chung là lần đầu mình đến đây luôn. Thì ở khu vực này nè, thì nói chung là cũng khá là rậm rạp. Thì có một số cô chú đó nói là ở khu vực này có quỷ, cho nên là mình đến mình trải nghiệm thử cả nhà. Thật sự thì đối với mình á, thì những cái vong linh quỷ hay là ma gì đó mình cũng đều tìm để giúp đỡ họ nha cả nhà đó. Chứ mình thì đối với cô chú anh chị như người ta không biết thì người ta sợ, còn đối với lại Nguyên Ròm thì mình đã về tâm linh rồi, mình nghiêng về tâm linh, cho nên là mình biết được những cái người cõi âm, mình có thể giao tiếp với họ, cho nên là mình không có sợ đó. Khi mà mình vào cái khu vực này thì thấy có vẻ như cũng ghê, nói chung cũng ghê, nhưng mà Nguyên Ròm thấy cũng bình thường. Nói chung mình mới vào thì thấy ghê thiệt, nhưng mà đối với mình thì một chút xíu thôi cả nhà, một chút xíu thì mình thấy nó bình thường lại đó. Tại vì khi mà cái chỗ mới á, tại vì mình chưa biết cái chỗ đó nó có cái gì, cho nên là thấy ghê ghê. Nhưng mà khi mà mình vào đây rồi thì mình thấy cũng bình thường đó. Thì bây giờ Quân Đờm cũng không có lòng vòng, thôi bây giờ Quân Đờm xin mời ông bà cô chú anh chị mình cùng Quân Đờm xem một vòng ở khu vực này, xem nó ghê như thế nào nha cả nhà. Dạ ok cả nhà ơi, thì sớm giờ đã quý ông bà cô chú Quân Đờm ngồi đây, Quân Đờm chào nè đó. Khi mà mình quay lại đây mình thấy đây có cái võng nha cả nhà. À, có cái võng, có cái chai không treo đó toàn ten đó. Tại vì cái khu vực này thì cũng cây cối rậm rạp đó cả nhà. Đây nè, đây là mì. Thì ở cái xứ của mình đó cả nhà, cái mì này là mì ăn được cái củ nha. Wow wow, kêu mình luôn cả nhà, hải hùng được chứ. Để mình để cái cam xuống cái cho cả nhà mình thấy rõ nha. Đây nè, như là nguyên một người phụ nữ gì cả nhà ơi. Đó cả nhà thấy không, tóc khá là dài luôn. Cô gì ơi, cô chị ơi, ai đó? Cái gì đâu mà nói dặn vậy? Tôi chỉ đến đây để tìm hiểu tâm linh thôi. Ở đây lâu chưa? Đây lâu chưa? Chỉ mình nè cả nhà. Tôi không có sợ đâu mà chỉ. Tôi hỏi ở đây lâu chưa? Ở đây bao nhiêu năm mà tóc dài dữ vậy? Quẩy chưởng cứ đuổi rồi biến đâu rồi cả nhà. Cái vòng này muốn quất mình cả nhà. Muốn quất mình. Cái vòng này muốn quất mình cả nhà. Đâu có sợ đâu, nó mất tiêu rồi, không biết. Rồi đứng kế cái và nghe cũng hơi lạnh lạnh cái người nha cả nhà.
Như đây nè, đang ngay 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 cái đầu mộ, ngôi mộ rồi cả nhà. Đó cả nhà thấy không? Thấy rõ không? Để mình ra đây mình để cái cam nhìn cái ngôi mộ này thấy rõ hơn. Nó gần vậy. Cả nhà mình dễ nhìn nè. Cực kỳ rõ luôn cả nhà. Xích thơ. Ủa? Nãy tôi đến đây tôi cũng có chào hỏi đàng hoàng mà có gì đâu mà phải giận mà đòi đấm rồi đồ tôi vậy hả? Đó, chị thôi tôi đến đây nè, tôi nói nghe nè, tôi đến đây tôi giúp đỡ vong thôi chứ không có gì đâu nha. Nếu mà cần cái gì, cần giúp đỡ cái gì thì cứ việc cho tôi biết, tôi giúp cho. Có đói khát gì không, lạnh lẽo gì không? Có ha. Ở đây bao nhiêu năm rồi hả? Ở đây bao nhiêu năm rồi không nói gì trời. Biến mất nữa rồi cả nhà ơi. Chú Phong này cũng hiền nhưng mà có cái không có nói chuyện cả nhà. Thì cả nhà thì Vong cũng đã vừa biến mất rồi. Mình nãy giờ mình lo theo cái Vong mình không có để ý cả nhà. Ở đây có cái quách nè cả nhà. Cả nhà thấy không? Mà cái quách này sao lại có cái miếng dán ló ở đây ta? Nè cả nhà. Để mình quay sát cho cả nhà mình xem ha. Nè. Đó. Ủa cái quách sao có cái miếng dán to đùng ló ra ta? Hải hùng thì chứ. Thì thường thường á, ở quê mình đó cả nhà, cái quách này là đã được người ta lấy cốt á, người ta lấy cốt từ những cái mộ lớn như thế này nè, lấy cốt còn xương không đó, là người ta sẽ chuyển qua sang qua cái quách nhỏ như thế này và người ta để. Hôm nay mình đến đây nói chung thì cũng nghe người ta đồn đến thôi chứ cũng không có biết rành ở đây cả nhà. Còn những cái này chắc cũng quách quá này cả nhà, cũng mấy quách quá. 1, 2, 3, 4 cái nè. Đây mình cũng mới thấy được lần đầu luôn á, mới thấy những cái ngôi mộ nhỏ nhỏ như thế này được lần đầu luôn á. Thì quý ông bà cô chú anh chị ơi, thì Quyên Rồng xin phép tạm ngưng nha cả nhà, để mình đặt cam và mình cúng kiến xem nha. Ok cả nhà, thì Quyên Rồng đặt góc quay như thế này nha cả nhà, chủ yếu là mình muốn cho cả nhà mình quan sát được những cái ngôi mộ này thôi, chứ thật sự thì khu vực này cũng khá là rộng cho nên là cũng dễ dàng, nếu mà vong xuất hiện thì cũng dễ dàng thấy cả nhà. Đó thì Quyên Rồng xin phép cúng nha cả nhà. Thì hôm nay con đến khu vực này con cúng kiến, khi nãy thì con cũng đã thấy được một vong linh, thì cũng rất là mong vong linh có thể quan hỷ và đến hưởng những cái đồ cúng này nha. Đó, những cái đồ cúng con đem đến nè, tuy là nó không có cái giá trị gì cao nhưng mà cũng là cái tấm lòng của con nha, là tấm lòng con đối với lại vong linh. Xé cái tét gần ngoài luôn.
Hú hồn gì. Thì quý ông bà cô chú anh chị ơi, Đờm xin phép tạm lánh mặt nha cả nhà. Đừng nhớ tôi.
Thì quý ông bà cô chú anh chị ơi, nãy giờ đó Nguyên Rờm lánh mặt ở bên ngoài, không biết là quý ông bà cô chú anh chị mình ở bên trong này xem có thấy được cái bông áo đỏ hồi nãy xuất hiện không cả nhà. Để mình kiếm. Ngồi trên ngôi mộ đó kìa cả nhà. Xin chào, xin chào. Chỉ tôi nữa. Tôi chào mà xin mà chỉ cái gì? Xin chào, xin chào. Quả trứng biến à, biến đâu mất à. Mình nghĩ cái vong này đó nha. Mình không biết cái là cái lý do gì nha. Mà mình đến gần là biến mất tiêu à. Mình muốn đến gần để nói chuyện trực tiếp và mình có thể giúp đỡ cái vong này chứ. Mình đến gần biến mất tiêu. Thì mình đứng mình chờ chút coi có xuất hiện ở đâu nữa không nha cả nhà. Xuất hiện ở đâu nữa thì mình tiến lại và mình nói chuyện coi. Thấy à. Thì quý ông bà cô chú anh chị ơi, thì chắc có lẽ là đến đây Nguyên Rờm xin khép video lại nha cả nhà. Vì mình nghĩ cái vong này là do cái dương khí của mình nặng quá, mình không đến gần được. Giờ hết thấy à. Thôi mình khép video lại, mình đi về cả nhà. Thì quý ông bà cô chú anh chị ơi, thì cuối video thì Nguyên Rờm xin chúc quý ông bà cô chú anh chị mình có thật nhiều sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc nha. Bye bye cả nhà.